Con xin đọc liên văn bởi vì có những câu hỏi mình viết lên rất là dễ thương. Con ở trên ngày sửa một đồ dân của thầy nào ạ? A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con hỏi, nếu con quy y rồi, theo con biết là phải tránh xa năm giới luật của Phật đề ra. Nhưng con còn trẻ, đôi khi vẫn còn vi phạm một trong năm giới luật đó. Thì sao? Ví dụ, con chưa ăn chay được, hay là trong ngày vui sinh nhật của bạn, con có chúc bạn có chúc mừng mà con có chúc uống rượu thì có sao không hả thầy? Đấy là con biết ạ. Thì cho mình chào một tay ạ. Con nghe nói quy y là phải giữ năm giới, nếu không sẽ mang tội nặng hơn lúc chưa quy y. Vậy nếu người làm nghề lò mổ, nấu rượu vân vân muốn quy y thì phát nguyện giữ bốn giới trước có được không? Sau khi bỏ nghề đó sẽ phát nguyện giữ luôn giới sắc xanh có được không ạ? Rồi là chạm tay đó. Câu thứ ba, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tên con là Nguyễn Thị Tâm, con sống ở Gera. Con là Phật tử và từ lâu con rất muốn được quy y Tam Bảo. Song tâm con vô cùng áy náy vì con là người phàm tục, còn tạo nhiều nghiệp, chẳng hạn không trực tiếp giết súc sinh nhưng mà lại hay ăn thịt hàng ngày và còn phải phục vụ gia đình, liệu con có xứng đáng hay không? Con xin được thầy, con xin được lời khuyên của sư thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đi theo đạo Phật nhưng không biết tụng kinh, không thuộc bất cứ một loại kinh nào nhưng luôn cố gắng làm theo các điều Phật dạy, như vậy đã hoàn thiện chưa ạ? Và thêm nữa một câu nhỏ nữa là học kinh mà không thuộc kinh thì có phải là không có tâm không ạ? Thông thường á, khi mà một lúc nào đó mình thấy ánh sáng Phật Pháp bắt đầu rọi vào trong tâm thức của mình, phút giây đó mình bắt đầu hướng thiện, và phút giây đó mình muốn trở thành một người đệ tử của Đức Phật. Thành thử mình đến các chùa, những người bạn đạo, những vị thầy khuyên mình quy y. Mình hiểu là mình làm đệ tử Phật, ai cũng mong muốn hết. Nhưng mà nói đến giới cấm là dội ngay. Và bị khừng ngay ở chính là cái chỗ là cái giới cấm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu á, chúng ta phải hiểu trước hết quy y á, là quy y ba cái đối tượng quý báu. Thứ nhất là Đức Phật, thứ hai là những lời dạy của Ngài, và thứ ba là đoàn thể của những người tu tập đi trên con đường giải thoát. Quy y đó là quay về nương tựa. Như quý vị nghe là quy cố hương, có nghĩa là về với quê hương. Y có nghĩa là mình căn cứ vào một vấn đề gì đó, mình nương vào một vấn đề gì đó để mình làm cái điểm tựa. Cuộc sống của mình sống lang thang trên cuộc đời, hết góc phường này đến phố nọ, đôi khi mình có nhiều cái địa vị, mình có nhiều cái tên tuổi và cuộc sống của mình rất là đầy đủ. Nhưng những phút giây nào đó trong đời sống tinh thần, mình bế tắc, mình khổ đau, mình hụt hẫng, mình không có một hướng đi. Và thường á, khi những lúc ập đến, mình mới nghĩ đến Phật Pháp và mình mong muốn được quy y. Đó là một cái tâm lành. Nhưng mà khi mà quy y á, là đụng đến năm cái nguyên tắc đạo đức Đức Phật dạy. Đây là những điều cơ bản của người quy y. Vậy thì tôi tin là tất cả chúng ta đang có mặt ở đây ít nhiều đều đọc và đều biết năm cái nguyên tắc đạo đức đó. Điều thứ nhất là không sát hại sinh mạng chúng sinh. Điều thứ hai là không gian tham trộm cắp. Điều thứ ba là bảo vệ hạnh phúc, giữ gìn tiết hạnh, không gây đổ vỡ hạnh phúc của người khác. Điều thứ tư, tôn trọng sự thật, tôn trọng uy tín của mình. Và nguyên tắc đạo đức thứ năm
là không sử dụng những chất nghiện ngập, những chất say mê. Vậy thì năm nguyên tắc này Đức Phật dạy để củng cố cho cái vị trí của Đức Phật hay là để hoàn thiện cuộc sống cho chính chúng ta? Hoàn toàn không hề có cái gọi là củng cố cho Đức Phật. Không hề có, mà chính năm nguyên tắc đạo đức này là để cho những bước chân của chúng ta trên con đường được vững chãi hơn, những cái hành động của mình có được lợi ích thiết thực hơn. Cái nguyên tắc đạo đức thứ nhất là tôn trọng sự sống và bảo vệ sự sống, nuôi dưỡng tình thương và tuệ giác có ở trong mỗi con người và mỗi loài chúng sinh. Mình đớn đau thì kẻ khác cũng đớn đau. Mình chỉ chảy một tí máu trong thân thể mình cũng đã đau nhất, thì kẻ khác tổn hại sinh mạng đau đớn đến mức nào. Cho nên mình phải tôn trọng sự sống. Đây là nguyên tắc đạo đức thứ nhất. Nguyên tắc đạo đức thứ hai là không được phép lấy của không cho, dù nó lớn hay nhỏ. Của cải vật chất của mình nếu mà mất đi, mình đau khổ lắm, mình buồn lắm. Vì vậy nếu người khác mà mất cũng đau khổ và cũng buồn. Bởi vì thành quả của lao động có được là do trí tuệ, công sức, mồ hôi của mỗi người tạo ra. Nguyên tắc đạo đức thứ ba là bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình và bảo vệ hạnh phúc của gia đình người. Trong tất cả các loại tài sản, hạnh phúc gia đình là loại tài sản lớn. Của cải vật chất có nhiều đến mức nào mà chúng ta sống không có hạnh phúc, thì quý vị nghĩ chúng ta có tận hưởng một cách trọn vẹn không? Cho nên nếu ai đó mà va chạm đến hạnh phúc của mình, vợ mình hay chồng của mình, mà ai đó sáng nhắn tin, chiều gọi điện, mình chịu nổi không? Huống nữa là mình đi va chạm hạnh phúc của người khác. Đau lắm, khổ lắm. Nguyên tắc đạo đức thứ tư là tôn trọng sự thật, chỉ nói những lời sự thật. Điều này nó củng cố cho cái uy tín và cái giá trị của mỗi con người. Chúng ta không bao giờ bưng bít, không bao giờ bảo vệ cho những điều sai trái, và phải nói lên sự thật, tôn trọng sự thật. Như vậy nó sẽ củng cố cái uy tín của chúng ta trong cuộc sống. Nguyên tắc đạo đức thứ năm là không sử dụng những chất nghiện ngập, những chất mê say, như là ma túy, xì kê hay là các loại rượu, loại bia. Cái điều này để nó giữ cho cái trí tuệ của chúng ta được trong sáng và phẩm hạnh đạo đức của chúng ta được trong sáng. Nhưng quý vị cũng nên nhớ những lời dạy của Đức Phật. Thứ nhất là để bảo vệ cái danh dự uy tín cho chúng ta. Thứ hai là tránh cho chúng ta gặp những cái quy luật nhân quả đưa đến tác tệ xấu hạ cho chúng ta. Và trong quá trình giữ những nguyên tắc đạo đức á, thì mình phải sáng suốt bằng trí tuệ để mà mình gìn giữ. Chứ không phải những lời dạy của Đức Phật là một cái công thức cứng nhắc và không hề có thay đổi, quý vị. Rõ ràng Đức Phật không có dạy chúng ta là không nên sử dụng ma túy, không sử dụng xì ke, không sử dụng rượu. Nhưng nếu có một loại bệnh mà không có rượu trị được, thì quý vị có sử dụng rượu không? Hay là quý vị nói tôi là đệ tử Phật, nằm đó chờ chết? Lúc bây giờ rượu nó trở thành cái phương thuốc và nó không còn là một cái thứ say sưa hưởng thụ nữa. Ma túy tất cả các nước trên thế giới đều cấm, nhưng tôi bảo đảm với quý vị, đi vô bất cứ một bệnh viện nào trên thế giới cũng có ma túy trong đó. Bởi vì cái chất ma túy nó làm gì quý vị? Nó gây mê để mổ xẻ. Như vậy thì không lẽ chúng ta nói là tất cả các bệnh viện đều là phạm luật hết hay sao? Không phải để mê say, không phải để nghiện ngập, mà để đây là tác dụng làm giảm đau và để cứu người. Quý vị đồng ý không? Cho nên giữ giới là phải có trí tuệ, phải sáng suốt. Nó phải có những cái tiêu chí lợi ích, an lạc, hạnh phúc đi theo quy luật nhân quả thánh thiện. Đó là những điều để chúng ta làm. Còn có những cái chúng ta giữ giới một cách cứng nhắc, một cách gọi là khuôn sáo, đôi khi nó phản tác dụng mà chúng ta vẫn cứ giữ. Cái điều này nó bất lợi cho cuộc sống. Một vấn đề nữa hồi nãy chúng tôi lắng nghe là giữ giới thì bây giờ phải ăn chay, mà giờ ăn chay không được thì có phạm tội hay không? Xin thưa với quý vị,
ăn chay đó là một cái điều để nuôi dưỡng cái lòng từ bi ở trong mỗi chúng ta. Ăn chay là để nuôi dưỡng cái lòng từ bi ở trong mỗi chúng ta. Ăn chay thứ hai nữa là nó thanh lọc cái thân tâm, nó không bị những cái bệnh hoạn, thân bệnh và tâm bệnh, hay nói một cách khác hơn là bảo vệ sức khỏe cho chính mỗi chúng ta. Nhưng mà quý vị sẽ đặt vấn đề, nếu mà ăn chay mà bảo vệ sức khỏe thì không lẽ những người ăn mặn là yếu hay sao? Thậm chí ăn mặn còn khỏe hơn nữa. Nhưng vấn đề tôi muốn nói ở đây với quý vị, tất cả những cái độc tố sân hận tham lam nó nằm ở trong cái xác thân của con thú á quý vị. Nó nằm trong xác thân của con thú á. Quý vị hình dung một con gà, một con vịt mà nhốt ở trong lòng từ nhỏ cho đến lớn, lớn lớn cho đến trưởng thành, nó không cục cửa, nó không ngon nghe, bao nhiêu sân hận nó ở trong tâm thức rồi nó tích tụ ở trong thân thể của nó. Và cho đến lúc mà kề cận với cái chết, khi mà cái dao đưa vào cổ, giữa cái lúc mà tranh giành sự sống, bao nhiêu cái đau đớn và bao nhiêu cái sân giận nó tức tối lên. Đó là những độc tố nó để trong còn lại, và chúng ta lãnh những cái độc tố đó. Tại sao bây giờ có người ta nhiều bệnh ung thư quá, có nhiều cái bệnh hoạn mà lý giải không nổi? Bao nhiêu độc tố nó nằm từ trong đó. Thành thử chúng ta ăn là chúng ta lãnh lấy những cái hậu quả của độc tố, của sân hận, của tham lam. Đối với quý Phật tử, không phải là trường chay, mà mỗi ngày, mỗi tháng quý vị ăn một bụi, hai bụi cũng lợi lạc lắm rồi. Nó đem lại sức khỏe, nó thanh lọc thân tâm, và một phần nào đó nó giới hạn được sự tổn hại sinh mạng của chúng sinh. Về trong lĩnh vực giữ giới, Đức Phật có một dạy chúng ta một điều gọi là Patimokkha, tức là biệt giải thoát. Chúng ta giữ một trong năm giới, chúng ta sẽ có lợi lạc một trong năm giới. Chúng ta giữ hai ba trong năm giới, chúng ta sẽ lợi lạc được hai ba điều trong năm giới. Thậm chí là một phần của giới điều, nếu chúng ta cố giữ thì chúng ta cũng sẽ có lợi lạc. Về cái quy luật nhân quả của sự tác tệ do hành động gây ra, nó tùy thuộc vào nghiệp ở trong mỗi con người. Nghiệp là một hành động có tác ý, còn hành động không có tác ý thì đó không tạo thành nghiệp. Có những điều quá khứ mình tạo ra nhưng mà không vì tác ý, không vì ác độc mà mình tạo, thì cái này trong sự tương tác của cuộc sống nó không dẫn đến một cái kết quả như mình suy nghĩ là nợ máu là phải trả máu, mà chặt tay là phải trả tay. Trong quá trình chuyển hóa nghiệp thức, nó có thể chuyển nặng thành nhẹ nếu chúng ta biết hướng thiện. Cái tội mà mình tạo ra nó giống như muối, mà những cái phước, những cái điều thánh thiện nó giống như nước. Nếu chúng ta bỏ một nắm muối ở trong ly nước này, quý vị có uống được không? Không. Nhưng bây giờ làm sao lấy muối ra khỏi nước? Cũng giống như tội đã tạo, làm sao lấy lại được? Bằng cách cái ly muối này ta đổ vào trong thau nước, thì nước nó sẽ thế nào quý vị? Nó sẽ dịu đi. Đổ ra ngoài ao, nước sẽ dịu đi. Và nếu đổ ra sông, muối hầu như không có gì. Như vậy có nghĩa là ta có thể chuyển hóa những điều quá khứ chúng ta làm bằng cách làm những điều thánh thiện, làm những điều tốt đẹp như Đức Phật đã dạy ở trong kinh Hạt Muối. Rõ ràng là ta không thể nào lấy muối ra được, nhưng ta làm vô số điều lành, vô số điều thiện, nó có thể cảm hóa và chiêu cảm lấy cái nghiệp thức để chúng ta đi trên con đường mới. Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái vấn đề ăn chay, về vấn đề giữ giới. Chúng ta hãy mạnh dạn để trở thành Đức Phật. Đó là một cái phước, là một cái niềm vinh hạnh ở trong mỗi chúng ta. Mỗi con người chúng ta cơ hội đến với Phật Pháp không phải là nhiều. Thành thử đó là điều mà may mắn của chúng ta. Còn một câu hỏi thứ tư nữa đó là giữa người giữ giới với người không giữ giới thì cái tội nó như thế nào? Cái nhân quả nó đến ra sao? Tôi muốn thưa với quý vị, một người học luật giao thông và một người không học luật giao thông, chỉ tin tưởng vào cái tay lái lụa của mình, có thể là chạy bằng tất cả kinh nghiệm, thì xác suất của cái người học luật giao thông và người không học thì ai gây tai nạn nguy hiểm hơn, nhiều hơn? Rõ ràng là không học giao thông sẽ gây tai nạn nhiều hơn. Nhưng một người đã học luật giao thông rồi, người ta nhìn những cái tín hiệu giao thông, người ta biết cái này chạy quá tốc độ sẽ gây nguy hiểm. Trước mặt là lên dốc, xuống đèo,
là quẹo phải, quẹo trái. Người ta nhìn những tín hiệu đó, người ta biết mà người ta đẩy đi chạy để đúng luật. Còn trước quy luật cuộc đời, nhân quả lạnh tanh, không hề có tình cảm cho bất cứ một người nào. Luật nhân quả hoàn toàn lạnh lẽ, không hề có tình cảm. Tu hay không tu, quy y hay không quy y, phạm tội là lãnh tội, mà gieo phước sẽ được phước. Nhưng những người quy y, những người học đạo, cơ hội tránh ác làm lành cao hơn, khả năng rơi xuống hố ít hơn. Còn nếu không học luật giao thông thì cái mức độ gây nguy hiểm và mức độ tai nạn rất cao. Và trên đường đời, nếu ai học Phật Pháp, ai tu tập Phật Pháp, thì cơ hội đi vào con đường đen tối sẽ ít hơn so với những người không học Phật và hiểu Phật. Sau đây con xin phép được đọc câu hỏi cũng khá dài gửi đến Thượng tọa Thích Nhật Từ. Con kính mong thầy giải thích cho con một số vấn đề mà con chưa được biết. Thứ nhất, chúng con có được phép thờ Phật chung với bàn thờ gia tiên không ạ? Nếu có thì nên làm thế nào cho đúng phép? Vào những ngày giỗ Tết chúng con không được làm lễ mặn đúng không ạ? Câu thứ hai, xin thầy chỉ giáo cho con về thuyết luân hồi và một số thắc mắc liên quan đến thuyết luân hồi như sau. Khi chết, linh hồn người ta sẽ đi về đâu? Có phải khi mất ở đâu thì linh hồn sẽ chỉ quanh quẩn ở chỗ đó phải không ạ? Phần tiếp theo, đạo Phật có cho phép làm lễ gọi hồn hay không và vì sao? Và câu hỏi cuối cùng, khi nào thì một linh hồn được đầu thai làm người? Có phải khi đó người ta quên hết kiếp trước người ta đã là ai và đã làm những điều gì không ạ? Kinh mong Thượng tọa Thích Nhật Từ. Nghe một câu hỏi thấy mừng, mà đọc lên là thấy rầu. Đến một chuỗi đến 6 câu hỏi là việc thờ Phật chung với bàn thờ gia tiên là rất cần thiết nếu trong gia đình ta không có đủ không gian để thờ hai bàn thờ riêng biệt, hoặc trong một số tình huống vì muốn độ những người thân mà mỗi khi đó cúng Phật thì cúng chay, mà một số người thân đó có thói quen là cúng mặn, thì thờ chung một bàn thờ sẽ làm cho người thân của chúng ta không cúng đồ mặn cho ông bà gia tiên. Cả hai tình huống vừa nêu đó, để cho lệ lạc được có mặt thì mỗi khi ta lại Phật, ta cũng lại luôn cửu huyền thất tổ. Mỗi khi bái viếng của vị thất tổ, ta có cơ hội lại luôn Phật. Còn trong gia đình mà có không gian rộng hơn đó, thì để hai bàn thờ riêng vẫn tốt hơn. Vì bàn thờ Phật đó, thì ta còn tụng kinh, rồi hành trì như là một gốc tâm linh đặc biệt. Và tất cả các thành viên còn lại trong gia đình cũng có thể chia cái khoảng thời gian trong ngày để làm công việc đó. Còn việc mà thờ ông bà đó, nhiều khi quá nhiều đi, và do đó làm cho cái bàn thờ Phật chung đó mất đi cái sự trang nghiêm. Cho nên đó là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Còn khi cúng dỗ cho ông bà cha mẹ thì theo đạo Phật đó, chúng ta nên cúng tại chùa và cúng đồ chay, các hương linh. Nếu vì lý do hận thù, oan ức, tiếc nuối, chưa đào thai theo nghiệp, tồn tại trong cảnh giới của ma, thì họ không có cổ để nhai, không có bao tử để nuốt, không có cổ để nuốt, bao tử để chứa, không có hệ tuần hoàn để tiêu hóa, và do đó hoàn toàn không ăn uống được như con người bình thường. Tuy nhiên, không vì thế mà ta không tổ chức cúng dỗ hay là cúng các tuần thất. Đạo Phật vẫn khuyên chúng ta làm như là một
nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tấm gương hiếu kính, uống nước nhớ nguồn. Và trong tình huống bài biện cúng đó, các hương linh thấy cái động tác đó, họ sẽ hiểu rằng là tình thân, tình thương vẫn còn được duy trì. Và do vậy khóa lễ cầu siêu đính kèm theo việc cúng sẽ giúp cho các hương linh từ việc có thiện cảm dẫn đến việc chấp nhận những cái lời khuyên giải, không chấp thi thể là tôi, không chấp sở hữu là những gì thuộc về tôi, cho nên có thể tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đại sen. Do đó cúng là mang tính cách tượng trưng, và do vậy không nên tạo nghiệp sát trong các cái lễ cúng ông bà cha mẹ, vì như thế ông bà cha mẹ sẽ phải gánh một phần trách nhiệm nhân quả do vì chúng ta không hiểu mà làm. Điều thứ ba, luân hồi đó theo Phật giáo là cái tiến trình của sự sống không có sự kết thúc, và mỗi một kiếp sống tùy theo phước hay là tội mà mỗi chủng loại sự sống bao gồm con người và các loài động vật có một cảnh giới tái sinh khác nhau, và do đó chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Nhờ tin như thế, sống như thế, ta có trách nhiệm đạo đức về hành vi và đạo đức trong nghề nghiệp, và thể hiện qua phong cách lối sống làm cho mình tăng giá trị nhân phẩm và giúp cho những người thân thương, cộng đồng xã hội đó cũng theo đó có được nhiều giá trị lợi ích. Do đó sau khi chết, các hương linh sẽ phải tái sanh, phần lớn là ngay lập tức. Và sự tái sanh đó đó được kinh Na Tiên mô tả bằng một ảnh dụ như thế này. Ví dụ kinh hoa hồng màu vàng này đó là một cây cao thẳng tắp, là cây dầu hay là cây cao, cây dừa, dù thẳng tắp cỡ nào vẫn có độ nghiêng nhất định. Nếu ta dùng một lưỡi cắt đi ngang qua thân cây này thì độ ngã của nó sẽ nằm về phía mà nó bị nghiêng. Và kinh kết luận cũng tương tự như thế, tùy theo nghề và chuỗi của các nghiệp được tạo trong đời này phối đối kết với tổng thể nghiệp của nhiều kiếp về trước, sau khi trút hơi thở, não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, các giác quan ngừng hoạt dụng, tâm thức của con người sẽ thoát ra khỏi cơ thể và chạy theo nghiệp như một phản ứng của luân hồi. Và điều đó là một hành động rất là tất yếu và tự nhiên. Ta thử hình dung khi một cái đèn tròn hay là đèn tiếp bị hư, tân phô bị cháy, con chuột không hoạt động, không vì thế mà dòng điện trong đó bị mắc. Chỉ có điều khi các điều kiện tân phô, chuột và dây điện không đủ thì cái năng lượng điện không tạo thành cơ hội cho cái bóng đèn được phát quang để phục vụ cho ánh sáng của chúng ta. Và dòng điện đó được hiểu như là tâm thức của các chủ loại là tiếp tục theo nghiệp. Và do đó tâm thức đó thỉnh thoảng sẽ có tình huống bám víu ở ngay cái địa điểm cái chết diễn ra, nếu người đó đã không chấp nhận cái chết như là một sự thật đã diễn ra với mình, và cái năm tháng ngày giờ chết là một sự khai tử. Cho nên người có tu học Phật đó, thì có những chuẩn bị và hiểu rõ được thân thể này là một chức năng, cho nên vô thường cứ đến ta tái sanh ngay liền lập tức, và do đó cảnh giới tái sanh sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đạo Phật thì không khích lệ các hình thức gọi hồn vì lý do rất đơn giản. Thứ nhất, việc gọi hồn phải nhờ vào một nhà ngoại cảm ở Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, thường gọi là nhà ngoại cảm áp dọc. Hiện nay chỉ có chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng Thanh Hóa nổi tiếng về lĩnh vực này. Phần lớn các nhân vật còn lại chỉ là lời đồn đãi, mà trên thực tế đó, cái năng lực có thể áp dông gọi hồn là không cao. Và để xác định một lễ áp dông gọi hồn là đúng thì dữ liệu được mô tả trong câu chuyện phải là dữ liệu đặc tả, có nghĩa là
người thân trong cuộc hiểu rõ và kiểm chứng được. Còn nếu không có dữ liệu kiểm chứng thì ta đừng nên tin. Điều thứ hai là cũng có một số hương linh đã tái sinh rồi, việc áp vong hay là gọi hồn là không thể thực hiện được. Rồi một hương linh nào đó vì cắt cớ hoặc là vì thích được người ta cúng quải, cho nên đã mạo nhận danh tánh của người đã được siêu để được người ta quan tâm đến. Và dầu cho có kể một số dữ liệu do vì họ biết trước khi chết hay là sau khi chết mà nghe kể lại, thì họ có nói chúng đi nữa cũng chưa chắc là chuẩn. Do đó là người Phật tử, ta đừng nên bận tâm về việc này. Vì thứ nhất, ta tốn rất nhiều tiền. Thứ hai, việc lý giải sai, áp dòng sai sẽ tạo cho người thân á, nỗi sợ hãi, sầu lo, bất an. Và điều đó chẳng mang lại một lợi lạc thực tế nào. Công việc chính yếu của người Phật tử là tổ chức các khóa lễ cầu siêu có sự hỗ trợ và chứng minh bằng sự hiện hữu của các thầy hoặc là các sư cô. Vì kinh nghiệm và cái năng lực hỗ trì của các thầy các sư cô thì người chết lẫn người mất đều có thể được lệ lạc trong một khóa lệ. Cho nên ta làm như thế chẳng những không tốn tiền mà kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Khi nào để xác định được rằng một hương linh đã được đi đầu thai? Có ba yếu tố. Thứ nhất, cực thiện hoặc cực ác. Cái nguồn động lực đẩy con người vào trong tái sanh là diễn ra liền ngay lập tức. Tức là ngay khi chút hơi thở thì lập tức ở một nơi nào của hành tinh này có quan hệ giới tính giữa vợ và chồng. Nói theo kinh Trung Bộ, và vợ và chồng quan hệ giới tính, trong ngày người vợ có thể thụ thai và có nghiệp cảm tương thức giữa cái hương linh tái sinh và cha mẹ trong tương lai, đó là cặp vợ chồng, thì việc tái sinh sẽ được xem là thành tựu. Cho nên cực thiện cực ác sẽ đi liền theo nghiệp. Tình huống thứ hai là có một số hương linh chưa chấp nhận cái chết là sự thật, cho nên có khuynh hướng kháng cự lại, và từ đó dẫn đến tình trạng sau một vài ngày, thậm chí vài tháng, một người chết trở thành là người sống lần thứ hai. Tình trạng này đó phần lớn các bệnh viện đều biết, và trong 50 năm vừa qua khắp nơi trên hành tinh, đặc biệt là những nghiên cứu khoa học của Mỹ đã công bố hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn các tình huống chết đi sống lại, là bởi vì cái phước của sự sống vẫn chưa hết. Hoặc là cũng có một số người do vì tiếc nuối cho nên bám víu, dù không có thể sống lại do nghiệp đã kết thúc, thì họ bị lẩn quẩn ở trong cái cảnh giới của ma. Và có người đó thì diễn ra một vài giờ, có người thì vài chục ngày. Cũng có một số người do không tin có kiếp sau, hoặc là nghĩ rằng là có một âm phủ ở dưới lòng đất sống vĩnh hằng, sanh ký tử quy như là các vua Ai Cập với các kim tự tháp nguy nga tráng lệ, thì cái cơ hội tái sinh trong tình huống này là rất hiếm hoi. Và nếu không có những sự trợ giúp đúng phương pháp thì họ lại tiếp tục rơi vào trong trạng thái của ngạ quỷ. Như vậy, nói tóm lại, dầu cho đào thai làm con người do phước báo, hay là con người ngoài hành tinh với phước báo lớn hơn, hay là làm các loài ngạ quỷ, thì cái sự kiện đó diễn ra hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp. Do đó ta cần phải nỗ lực thấy rõ được thân thể này không phải là tôi chính hằng, nó là tôi về pháp lý và dân sự trong một khoảng không thời gian nhất định. Nhưng mà rồi khi nhắm mắt liệt của đề, ta phải chấp nhận đó là một hiện thực để không luyến tiếc, và sự tái sanh sẽ diễn ra dễ dàng. Và cái nguyên nhân mà con người trong tái sinh quên kiếp trước là những ức chế tâm lý mà khi còn sống đó, nó vẫn thường xuyên diễn ra. Có người rơi vào đản trí, có người năng lực ký ức kém, có người vì quá lo nhiều, sầu muộn nhiều, cho nên hầu như là quên trước, quên sau. Và trong tiến trình tái sinh đó, thì cái năng lực ký ức đó nó lệ thuộc vào cái cấu trúc sinh học của bộ não của con người hậu thân của chúng ta. Cho nên đó, rất ít người có được cái khả năng để nhớ được cái kiếp trước của mình. Nhưng
Không vì thế mà chúng ta phủ định rằng kiếp sau không phải là có thật. Vào khoảng tháng 6 năm 2010 đó, ở tại các tỉnh Tây Nguyên ở miền Nam, thì có một cậu bé vừa sinh ra được 3 năm nói với cha mẹ ruột của mình đó, rằng là 4 năm trước cậu ta là một chàng thanh niên con của dòng họ nào đó. Cha mẹ, tên tuổi, nghề nghiệp, rồi mối quan hệ xã hội, công việc mà anh ta làm. Lúc đầu thì cha mẹ không tin, nhưng vì anh ta cứ kể hoài và khóc nơm nớp mong muốn gặp được cha mẹ cũ, thì cha mẹ mới dẫn đến. Và khi kiểm chứng thì quả thật là như thế. Cho nên đó là cha mẹ mới đã cho phép cậu ấy trở về tái hợp lại với gia đình cha mẹ ruột ở kiếp trước, cách đó là 4 năm thôi. Đó là một hiện tượng rất sống động mà quý vị có thể lên đọc ở trong google.com để chúng ta có thể thấy rõ sự kiện có thật này ở tại Việt Nam. Còn những sự kiện có thật đó ở trên năm châu bốn biển không phải là ít. Như vậy kiếp luân hồi là có thật. Việc nhớ được kiếp trước hay không chưa quan trọng lắm, mà quan trọng chúng ta là người kế thừa tất cả các hành động và nghề nghiệp của mình. Từ đó mới có hiện tượng thần đồng từ nhỏ, thiên tài trong một số tình huống khác, nhân tài ở một tình huống thấp hơn, hoặc là có những sở trường đặc biệt mà mình á, trở thành một chuyên gia coi người khác á, là một gì đó hoàn toàn như là rất là mỏng manh. Thì tất cả những sự thiên sai vạn biệt đó theo Đức Phật đều là hậu quả hoặc là kết quả trực tiếp của nghiệp và nghề mà chúng ta đã làm. Và do đó bản chất học thuyết luân hồi của Phật giáo để giúp chúng ta một mặt có trách nhiệm với đạo đức xã hội, đạo đức cá nhân ở hiện đời, mặt khác là giúp chúng ta xây dựng một đời sống an lạc, hạnh phúc và có giá trị nhân bản tình người nhiều hơn. Vấn đề đặt ra cho chúng ta, thưa đại chúng, là một doanh nhân đã thành đạt trên mọi lĩnh vực, địa vị, danh vọng và uy tín, nói chung là không thiếu một cái gì nữa. Cuộc sống như vậy là hạnh phúc rồi. Đến với Đạo Phật để
để cần cái gì nữa, để mưu cầu điều gì nữa, phải không ạ? Thưa đại chúng, đây là cũng là một câu hỏi cho rất nhiều người chúng ta. Cũng có rất nhiều. Chúng ta sống trên cuộc đời này, hạnh phúc gia đình mình rất là ấm êm. Mình muốn gì thì được đó. Bạn tốt cũng có, vợ hiền cũng có, uy tín, sự nghiệp trên cuộc đời có đủ. Đến với đạo Phật để làm gì? Có nhất thiết hay không? Xin thưa với quý vị, cuộc sống này rõ ràng là ai cũng mưu cầu hạnh phúc và ai cũng mong muốn có được những phút giây an lạc thật sự trong cuộc đời. Đức Phật hoàn toàn khuyến khích chúng ta có đầy đủ về cuộc sống, phương tiện vật chất, cơm ăn áo mặc, nhà cửa, tiền của, bởi vì đó là những phương tiện để giúp cho cuộc sống chúng ta được tốt đẹp hơn. Nhưng nếu chúng ta chú trọng đến đời sống tinh thần và chúng ta thấy được cái mối tương quan giữa mình với cuộc sống xã hội và mình thấy được sự lợi lạc của xung quanh chính là sự lợi lạc của mình, thì chúng ta sẽ có niềm an lạc hơn, chúng ta sẽ có hạnh phúc hơn và niềm hạnh phúc đó nó vững bền hơn. Tôi xin thưa với quý vị, nếu một chủ tịch tập đoàn, một tổng giám đốc mà thông qua những lời dạy của Đức Phật chăm sóc cán bộ nhân viên giống như là các thành viên trong gia đình của mình, chăm sóc khách hàng như chăm sóc chính các thành viên trong gia đình mình, và cũng là một chủ tịch tập đoàn chỉ biết lợi nhuận là số 1, còn đời sống của nhân viên thế nào không biết, chỉ biết sản phẩm mình tạo ra được tiêu thụ, còn người tiêu thụ cái sản phẩm này lời hay hại không quan trọng, thì điều gì xảy ra và sự tồn tại của doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ đi về đâu? Một cái tập đoàn mà hôm nay công nhân biểu tình, ngày mai công nhân xuống đường, thì cái tập đoàn đó nó ra sao? Một cái sản phẩm tiêu thụ trong cuộc sống mà hôm nay bị phê phán, ngày mai bị mổ xẻ, thì điều gì sẽ xảy ra? Điều đó tôi muốn nói với quý vị, một doanh nhân nếu hiểu được đạo Phật thì sẽ hoạt động bằng tất cả cái tâm, bằng tất cả cái đức. Căn nhà của mình lúc bây giờ không còn là thành viên, là vợ, là con, mà căn nhà của mình là 100 công nhân và 1.000 công nhân. Mức tiêu thụ sản phẩm mình tạo ra nó lợi lạc không chỉ cho mình mà cho những người xung quanh, cho xã hội và cho cộng đồng, thì đây là cái hoạt động thiết thực. Đây là hoạt động thiết thực. Có những tập đoàn ở nước ngoài, ở châu Âu, châu Mỹ, tên tuổi nó tồn tại 100 năm, 200 năm, 300 năm, thậm chí hơn nữa. Điều đó nó nói lên cái gì quý vị? Nó nói lên cái uy tín, nó nói lên cái chất lượng sản phẩm và nó nói lên cái tấm lòng của cái tập đoàn đối với hàng hóa tiêu thụ. Cái này tôi nói nghe hơi buồn, nhưng mà đó là một sự thật. Tại sao Việt Nam mình không có một tập đoàn nào có tên tuổi quý vị? Không có uy tín. Cái tính ăn sổi ở thì hình như là cũng còn chưa thoát khỏi. Chưa thoát khỏi. Quý vị cứ hình dung một cái hãng xe Toyota. Từ năm 2009 cho đến hôm nay là bước qua năm thứ 3. Mà họ phải thu hồi 15 triệu chiếc xe riêng ở nước Mỹ. Nhưng mà họ rất vui, họ rất hoan hỷ, họ đem cái tiêu thụ đó rồi. Điều đó nó nói lên cái gì? Dám nhìn nhận sự thật. Cái này tôi có khuyết điểm và cái này tôi xin hoàn thiện cho các bạn. Từ một cái tập đoàn đứng hạng thứ 2 của thế giới trong 10 hãng nổi tiếng, Nokia đứng số đầu và Toyota đứng số 2. Vậy mà sau cái hàng loạt sự kiện xe hỏng xe hư, Toyota đứng 230 mấy trên thế giới. Quý vị thấy một sự tiêu tùng phải không quý vị? Nhưng mà rất nhiều nhà nghiên cứu tin kinh tế nói rằng đây sẽ gây dựng cho tên tuổi của Toyota càng lớn hơn.
các nhà doanh nghiệp Việt Nam và một vài vị, cái này tôi không dám nói bao quát, nhưng một bộ phận nhỏ có dám nhìn nhận cái lỗi sản phẩm của mình hay không, hay là cố bưng bít những điều ta tạo ra để làm sao để tiêu thụ được sản phẩm, quý vị. Cho nên nếu được học Phật có nghĩa là chúng ta củng cố cho cái công ty của mình nó sẽ lớn mạnh hơn. Được học Phật, giá trị sản phẩm sẽ bền hơn. Được học Phật, uy tín, tên tuổi của công ty nó sẽ lớn hơn. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là được học Phật, cái sự cống hiến của chúng ta bằng tâm Bồ Tát, bằng tâm rộng lượng, ta sẽ có nhiều công đức hơn, ta sẽ có được nhiều niềm vui hơn. Và một ý nữa, được học Phật, ta cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa vô cùng và giá trị vô cùng. Ta không phải khổ đau, ta không phải dằn vặt. Trong một lần nói chuyện với ông Kilo Martin, tức là dân biểu quốc hội của bang Jacques, đi với tôi có một anh Phật tử, ảnh là phó chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Séc. Ông Kilo Martin hỏi cơ duyên nào mà ông đến với Đạo Phật và ông cảm nhận khi ông đến Đạo Phật nó như thế nào. Anh Phật tử nói một câu: 40 mấy năm rồi tôi đã rong đuổi trong kiếp người không thấy được giá trị của sự sống, nhưng kể từ khi biết được Đạo Phật tôi sẽ không bỏ qua bất cứ một giây phút nào, và tôi cảm thấy tôi không phải tiếc nuối với thời gian trôi qua quá tuyệt vời kể từ lúc tôi hiểu Đạo Phật. Còn trước đó vẫn sống, vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc, nhưng tôi đã quá hoang phí. Còn bây giờ tiếp nhận Đạo Phật rồi, tôi cảm thấy hạnh phúc, thảnh thơi, và những việc làm của tôi hoàn toàn lợi ích. Tôi được hạnh phúc, nhà tôi được hạnh phúc, và những người quanh tôi được hạnh phúc, hoàn toàn không có vô bổ, và giá trị cuộc đời đời tăng lớn rất nhiều. Thưa đại chúng, đã nói đến doanh nhân là nói đến tiền bạc, nói đến tiền bạc. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng đồng tiền như thế nào để cho có một cái giá trị nhất định, và chúng ta phải hoạt động cái đồng vốn xoay sở như thế nào để cho nó phù hợp với đời sống kinh doanh, thì điều đó là thiết thực. Dù làm kinh tế hay không kinh tế thì đồng tiền vẫn là một cái trục xoay của cuộc sống, và nó xoay tất cả chúng ta, nó xoay tất cả mọi thành phần trong xã hội. Không có tiền, ta sẽ không có được nhà cửa, không có áo quần, không có cơm ăn áo mặc. Không có tiền, ta sẽ không có thuốc thang, ta sẽ không có sức khỏe, và ta sẽ không nuôi nấng, dạy dỗ và cho con cái mình được đi học. Nhưng dù sao dù gì thì chúng ta phải biết tiền là một phương tiện để chuyển tải những niềm vui hạnh phúc của cuộc sống, mà tiền không phải là cứu cánh. Không biết ai đó nói rằng có tiền mình mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, có tiền mua được căn nhà nhưng nào có mua được tổ ấm, có tiền mua được thuốc men nhưng có mua được sức khỏe đâu, có tiền mua được giường nằm nhưng đâu có mua được giấc ngủ êm, có tiền mua được những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng nhưng nào có mua được cái tình bạn bè vững bền của chúng ta. Cho nên rõ ràng
Tiền là một phương tiện và thông qua đó giúp chúng ta đầy đủ những nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng giá trị của đồng tiền nó còn có những gì cao cả hơn và to lớn hơn. Hạnh phúc quanh ta, chồng ta, vợ ta, bạn bè con cái ta, đó là những tài sản lớn mà chúng ta quên. Bởi vì cái hào quang của đồng tiền nó quá lớn, cho nên mình đánh mất những cái tài sản lớn mà chúng ta có được. Nếu bảo rằng giá trị đồng tiền sẽ quyết định niềm hạnh phúc, thì tôi xin thưa với quý vị, tại Đức này, ông tỷ phú đứng thứ 5 trên nước Đức. Ông gì đã lao đầu vào trong xe lửa quý vị? Adolf Marco. Chỉ vì thất bại vì kinh tế, lao đầu vô trong đầu xe lửa cách đây vài năm, quý vị có nhớ không? Nếu mà nói về tiền, tỷ phú của Đài Loan, phải nói đến ông Warren Sting, chủ tập đoàn của Phú Mỹ Hưng ở quận 7 Sài Gòn. Và ông là một người nổi tiếng của Đài Loan, nhưng cuối cùng từ lầu 14 nhảy xuống để chọn cái chết. Tiền của ai bằng ông quý vị? Cho nên chúng ta có tiền không phải là tất cả, tiền không phải là niềm hạnh phúc chân thật, nhưng mà thông qua đồng tiền ta làm những điều lợi ích tốt đẹp hơn, như vậy chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi muốn nói, nếu quý vị có tiền mà bằng cái tâm, bằng cái đức, bằng sự cống hiến, tôi nói đây là những vị Bồ Tát. Một công ty, một tập đoàn được mở ra, cứu giúp 100 người, 1.000 người, và 1.000 người kia nuôi vợ, nuôi con. Mỗi gia đình như vậy chỉ có đôi ba người, thì cái công ty kia đã nuôi được 3-4.000 người rồi. Và cái sản phẩm này nó đem lại lợi ích thiết thực cho cuộc đời, thì nó sẽ gây điều rất nhiều cái tốt đẹp hơn. Cho nên vấn đề là thái độ của chúng ta nhìn nhận về sự vật đồng tiền, và thái độ của chúng ta nhìn nhận về cái hiệu quả công việc, chứ tự thân của nó không phải tốt hay xấu. Nhiều tiền nhiều của như ông Adolf Marco, nhưng mà vẫn tự tử chọn cái chết. Trong khi biết bao nhiêu người tiền của không phải là nhiều, nhưng sống hạnh phúc, sống thảnh thơi bên gia đình mình, bên những người xung quanh mình. Vấn đề thứ hai được đặt ra là đã nói đến kinh doanh là đã nói đến tiền. Sau khi Đức Phật, trong khi đó thì giáo lý của Đức Phật là bảo rằng là thiểu dục, tri túc. Như vậy thì nó có mâu thuẫn với nhau hay không? Những lời dạy của Đức Phật là để nhằm giới hạn cái lòng tham lam của con người. Đức Phật hoàn toàn, những lời dạy Đức Phật không hề ngăn chặn sự phát triển của cuộc sống quý vị. Chúng ta sống, chúng ta làm việc, chúng ta lao động như thế nào đem lại lợi ích cho cuộc sống, đó là kỳ điều rất tốt. Còn từ cái động cơ của tham lam, của tật đố, của sân hận mà chúng ta làm, thì hậu quả đôi khi nó rất khó lường. Tôi nói rõ, như ví dụ như là trong điều kiện kinh tế, không một đất nước nào giàu có như nước Mỹ. Quý vị có đồng ý hay không? Nhưng cho đến giờ phút này, không một đất nước nào nợ nần như nước Mỹ. Nước Mỹ được coi là một nước nợ nần nhất thế giới. Nhiều ngàn tỷ, nếu mà chia ra thì dân chúng Mỹ mỗi người gánh không biết bao nhiêu ngàn đô la. Nhưng mà để rồi hậu quả là gì? Là khổ đau. Mà tại sao vậy? Bởi vì không tiết dục và không thiểu dục quý vị. Riêng cái mức tiêu thụ sản phẩm của đất nước Mỹ không, thì chiếm cái sự lãng phí 25% trên thế giới này. Trong khi một đất nước chỉ có 280 triệu dân mà tiêu thụ 25% sản phẩm ở trên thế giới, thì quý vị hình dung như thế nào? Người ta nói rằng là mức tiêu thụ của Mỹ chỉ cần giảm 10% thôi, thì sẽ nuôi được rằng mỗi ngày có 40 triệu người chết đói. Mỗi năm như vậy có hàng tỷ người thiếu nước, chỉ cần nước Mỹ giảm 10% thôi. Như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta là thiểu dục, tri túc, chứ không có hoàn toàn ngăn chặn cái đời sống kinh tế của chúng ta. Không hề ngăn chặn những cái phát minh của khoa học. Nhưng những phát minh khoa học như thế nào cho nó hài hòa và cho nó phù hợp. Môi trường sinh thái, rồi nước biển dâng cao, rồi bao nhiêu những biến động, động đất sóng thần xảy ra, đó không phải là tự nhiên ngẫu nhiên, mà do chính con người tạo ra. Con người khai thác một cách vô độ quý vị. Con người đã không thương tiếc trái đất này
và đã khai thác vô độ bằng cách này, bằng cách kia, tiêu thụ sản phẩm, làm hàng loạt các vấn đề. Sự quặn đau của trái đất sẽ làm cho con người khổ đau, cũng chỉ vì kinh tế, cũng chỉ vì tiêu thụ mà ra. Vãng sanh Tây Phương là mục đích hành trì của các hành giả Tịnh Độ Tông, chiếm khoảng 30% dân số Phật tử trên toàn cầu. 70% Phật tử còn lại thuộc nhiều giáo hội và nhiều pháp môn khác nhau, hoàn toàn không có nhu cầu vãng sanh Tây Phương. Và cái công việc thực tập của họ đó chủ yếu là làm sao để thiết lập một thế giới cực lạc ở tại trần gian này, cụ thể là trong ngôi nhà, mái ấm hạnh phúc gia đình, trong công sở nơi họ có mặt, như là một nhà quản trị hay là một công nhân, trên từng quốc gia và trên toàn thế giới. Thì các khuynh hướng thực tập khác nhau đó đều dẫn đến những cái kết quả của sự hành trì là điều mà chúng ta không thể phủ định. Dựa vào những cái biểu hiện chẳng hạn như là hơi nóng ở trên trán, hoặc là ở từ phần ngực trở lên á, thì một số các Phật tử có khuynh hướng giả thiết rằng người thân quá cố của họ đó có cảnh giới tái sanh là thế giới Tây Phương. Cũng có một số khác là dựa vào yếu tố sau khi chết, lễ quá thiêu đã được thực hiện, các hài cốt có hình thù gần như là xá lệ, và nghĩ rằng họ đã chứng đắc cho nên để lại xá lệ, và giờ để xác định rằng là họ đã giáng sanh Tây Phương. Thì cả trong hai tình huống vừa nêu đó, cái mức độ xác định là rất khó. Khó thứ nhất là lý do như sau: hơi ấm tụ lại sau khi một con người trút hơi thở đó, có thể là một dấu hiệu an lành theo cái kinh nghiệm đã được truyền thừa bằng công thức quy nạp trong dân gian của Phật giáo, đặc biệt là ở Trung Hoa trong vòng 300-400 năm trở lại đây. Trước đó thì quan điểm này đã chưa được đề cập đến. Trong các kinh Đức Phật không hề dựa vào dữ liệu này để đánh giá một người đã vãng sanh Tây Phương. Và dân gian Trung Quốc lại đồn rằng là Ngài Huyền Trang là người đã chủ sứ học thuyết này. Chúng tôi giảng dạy Thành Di Thức Luận và một số tác phẩm của Ngài Huyền Trang, rõ ràng không có một câu nào Ngài đã nói như thế bằng nghĩa đen hay là nghĩa ám chỉ. Và do đó câu nói dân gian đó có thể trở thành một dữ liệu tham khảo, chứ không nên xem là một dữ liệu chân lý. Do vậy, trong tình huống người thân chúng ta qua đời, mắt nhắm liền, tư thế nhẹ nhàng, an lành, thì chúng ta biết là có cảnh giới tái sinh tốt. Còn tốt đó ở mức độ nào, ở cảnh giới nào, chúng ta đừng nên bận tâm, vì sẽ khó có người để xác định được rằng cái cảnh giới tốt đó là Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, hay là Đại Nhật Như Lai của những người theo Mật Tông, và lớn là những người theo Phật giáo Tây Tạng. Do đó việc xác định như thế là không đảm bảo.
Vấn đề thứ hai là đừng nên ngộ nhận một số các cái xương có màu sắc và kết tủa là xá lệ. Xá lệ thường nó có cấu trúc viên và nó có hình bầu dục như là các hạt đậu. Trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Sariya, nghĩa đen đó là kim cương tử. Tử nghĩa là cái hạt. Kim cương á là cái vật quý nhất, cứng nhất trong tất cả các kim loại. Và cái hạt đó cứng cho nên có thể tồn tại được vài trăm năm, thậm chí là vài chục thế kỷ không sao. Và cái độ chấn cứng đó là kết quả của một quá trình tu tập, và nó được hội tụ ở trong các cái khớp xương. Mà sau khi thiêu đó, dầu ở nhiệt độ 1000 độ trở lên, thì thông thường các tro, xin lỗi, các xương khác là bị trở thành là tro, còn viên xá lệ thì còn giữ nguyên dạng. Và đó là xá lệ chánh tông, xá lệ thật như là của Đức Phật, được khai quật tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 19 và hiện nay được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi của Ấn Độ, hoàn toàn không có màu. Và do vậy các quan điểm cho rằng thiêu chết để lại màu trong xương và cho đó là xá lệ, đó là một sự ngộ nhận. Khi mà còn sống ta uống quá nhiều các loại thuốc tây và một số hóa chất, thì với cái nhiệt độ thiêu thì cái phản ứng hóa học sẽ tạo ra màu ở trong xương là điều rất khó có thể tránh khỏi. Và đây cũng là một cái sự kiện hay là một cái hiện tượng của thời cận hiện đại, cho nên trước đây là vì ít hóa chất thì cái hiện tượng mà xương có màu đó không có. Còn xương có hình thù này hình thù nọ và thỉnh thoảng nó gần gần giống như cái hoa sen, cũng đừng vì thế mà ta nói rằng người đó được giảng sanh Tây Phương. Cái đó không xác định được. Cho nên dựa vào những cái bằng chứng ở trong kinh A-di-đà, để một người sau khi chết sanh Tây Phương á, thì hành giả đó đó phải thực tập 5 điều. Thứ nhất là căn lành lớn, mà theo Phật học đó là dứt được tham sân si, mà dứt được tham sân si là chứng được thánh quả. Và đây là nhân hiện tiền, giác ngộ hiện tiền. Thứ hai đó là phước báo lớn. Phước báo lớn nghĩa là làm dạng thiện công đức giúp người cứu đời bằng tinh thần vô ngã vị tha, để xây dựng một xã hội hài hòa, hạnh phúc và phát triển bền vững. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, nghĩa là ngoài cái việc tu tốt cho mình hoặc là các đại gia kinh tế đã giàu sang phú quý mà vẫn phải hành trì Phật pháp là để tu và hỗ trợ cho các công nhân và những thành phần kinh tế trực tiếp là đối tác, là gián tiếp là đối tác, thì nhờ cái việc tạo điều kiện môi trường tu cho họ mà phước báo ngày càng được tăng trưởng. Điều thứ tư đó là lấy dữ liệu ta bà làm điều kiện để xây dựng tịnh độ. Quán tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay đều là cơ hội để diễn thuyết các pháp âm chánh pháp của Đức Phật. Và điều thứ năm là nhất tâm bất loạn. Đây là năm điều được Đức Phật nói chắc nịch ở trong kinh A Di Đà. Và ai khi còn sống thực tập được năm điều vừa nêu và ngay khi đối diện trước cái chết tâm bình thản an nhiên được bất loạn trên nền tảng chuyên niệm về danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì khi chết á, chúng ta có thể tin rằng là cảnh giới tái sanh của họ là Tây Phương hoặc thấp hơn nữa là một con người trong một bối cảnh xã hội phước báo, cho một gia đình có đạo đức để tiếp tục tu tốt và hành trì tốt. Còn có được màu sắc hay là xá lệ hay không chưa quan trọng, mà quan trọng đó là tu tốt năm phương diện là được đảm bảo vãng sanh vào cảnh giới an lành của chư Phật. Nói như thế, chúng tôi hoàn toàn không hề có dụng ý làm cho các hành giả tịnh độ có cảm giác chán nản rằng là mình không biết khi nào mình mới được giảng sinh. Công việc mà các Phật tử phải làm là sống tốt, sống an lành và sống có chất lượng của hạnh phúc. Thì sau khi chết đó, tương lai đó nó là nằm trong tầm tay của hiện tại. Và hiện tại này như thế nào thì chúng ta sẽ có một tương lai rất là tương thích
và cũng rất là khoa học. Do đó việc thực tập cần có được bài bản. Điều cuối cùng, trong kinh A-di-đà có hai câu mà chúng tôi nghĩ rằng là quý Phật tử phần lớn là do vì giới hạn chữ Hán cho nên hiểu không có trọn vẹn. Thứ nhất, chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất thứ, tất cả các bậc thiện nhân câu hỏi về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, điều kiện căn bản để sanh về Tây Phương ngoài những điều vừa nêu phải là đạt được cái trình độ thượng thiện, chứ không phải là thiện lơ tơ mơ, thiện tàn tàn, thiện dừa dừa. Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận. Câu thứ hai, A Bệ Bạc Trí là một từ phiên âm mà nghĩa trong Hán Việt là bất thối chuyển. Theo định nghĩa Phật học, bất thối chuyển phải đạt từ sơ quả A-la-hán trở lên. Mà muốn chứng được sơ quả thì nó ứng với cái điều mà Đức Phật nói trong năm điều kiện, đó là căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham sân si. Như vậy, phối hợp với hai câu mô tả về bản chất cảnh giới và sinh thái tịnh độ với năm điều kiện để đạt được, thì cái việc xác định một người giảng sinh là đảm bảo hơn là chỉ đơn thuần dựa vào các công tác hộ niệm, rồi tư thế chết, cái hơi nhiệt tồn lại trên cơ thể, hoặc là xương có màu, hoặc là những hình thù đặc biệt mà trong dân gian chúng ta thường đồn đại và cho đó là dấu chỉ hay là chánh tín của việc tái sinh. Là người tu học Phật theo pháp môn tịnh độ, tốt nhất là ta nên dựa vào kinh A-di-đà, vì đó là kim chỉ nam và cũng là phương châm thực tập rất là chuẩn mà Đức Phật đã dạy chúng ta về pháp môn giảng sanh Tây Phương. Còn các dữ liệu khác chỉ nên tham khảo, vì nó không phải là do chính Đức Phật nói, và cũng không xác định được rằng đó là lời nói của bất kỳ một vị tổ nào, mà chỉ là những lời đồn đại rất là phổ biến trong dân gian của Trung Quốc và gần đây là ảnh hưởng đến dân gian của Việt Nam. Việc xác định như thế sẽ giúp cho chúng ta không bận tâm về cái kết quả mà lo chú tâm về sự thực tập chánh nhân. Mà khi đã có chánh nhân hiện tiền thì cái kết quả trong tương lai giảng sanh là chuyện không khó lắm. A Di Đà Phật. Dạ thưa quý thầy, trong dân gian chúng ta thường hay nói câu là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hoặc là làm phước để đức cho con. Để hai câu này có mâu thuẫn. Một câu tiếp theo là chúng con cũng thường nói hoặc thường nghe, thế là ai ăn thấy no, ai tu thấy chứng. Để hai câu trước là nói về việc khác và điều kiện, câu sau thì lại nói là con tu con hưởng, bạn tu bạn hưởng. Như vậy hai câu này có mâu thuẫn gì với nhau không ạ? Câu dân gian của mình là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Như một cái vế nữa cũng được đặt ra là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy thì nó có mâu thuẫn gì hay không? Câu cái vế thứ hai đặt ra, nó nói đến cái tính tương quan của tự thân mỗi con người sống như thế nào thì sẽ nhận lấy cái kết quả của quá trình hành động của mình. Cái vế thứ nhất là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nó nói đến cái tính tương quan giữa các thành viên trong gia đình với nhau, nó có sai với quy luật nhân quả hay không. Trước hết mình phải thấy được cái tính tương quan duyên khởi trong cuộc sống của chúng ta. Duyên khởi là một cái quy luật nó tương tác giữa trong cuộc sống và các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những quyến thuộc, nó có một cái mối liên hệ mắc xích với nhau. Khi một người lập gia đình và sinh con ra, rồi con tiếp tục sinh cháu ra, nhìn ở một góc độ nào đó thì mình thấy cha là cha, con là con, mà cháu là cháu. Nhưng được soi sáng dưới giáo lý của Đức Phật thì cái dòng huyết thống này
nó có mối tương quan với nhau. Mình nhìn rất kỹ, mình thấy trong tự thân của mình có cha mình, có mẹ mình. Và nếu mình nhìn cao hơn nữa, mình thấy trong tự thân mình có ông bà của mình. Và nếu nhìn cao hơn nữa, mình thấy có tiên tổ mình ở trong mình. Và nếu mình nhìn tiến ra phía trước và theo chuỗi dài thời gian, mình thấy con của mình cũng có mặt ở trong mình, và cháu của mình nó cũng có mặt ở trong mình. Mình là sự tiếp nối, và đồng thời mình cũng là sự truyền thừa. Cho nên khi mình sanh một người con và con mình sanh ra một người cháu, dù đồng ý hay không đồng ý, thì đây là sự tiếp nối sự sống, tiếp nối sinh mạng của mình, mà mình đã được truyền thừa từ ông bà, cha mẹ, và xa xưa hơn nữa là tiên tổ. Không tách rời được đâu, không chối bỏ được đâu. Nó có một cái ảnh hưởng tương thích với nhau, thưa quý vị. Khi mà một đứa con nó hư, khi mà một đứa con nó tệ, chúng ta thường phát biểu cái câu: mày không phải là con tao, mày không thể nào là thành viên trong nhà này không thể có những đứa con như vậy. Đó là những câu nói của giận hờn, đó là những câu nói của tức tối, chứ không phải nói ra từ sự thật. Sự thật thì dù muốn dù không, con vẫn là con của mẹ. Dù muốn dù không, con vẫn là con của cha. Cho nên trách nhiệm thuộc về mình, và trách nhiệm thuộc về chính mình tạo tác ra. Điều đó để nói lên rằng những cái mà người cha, người mẹ tạo ra có thể ảnh hưởng đến người con, và người con nó có thể nó tiếp nối qua đến người cháu. Điều này về giá trị đạo đức là sẽ dạy chúng ta điều gì? Chúng ta sống, chúng ta hoàn thiện trước hết là nhân cách của mình. Và từ nhân cách của mình hoàn thiện nhân cách của người con của mình. Uy tín của con mình đó chính là mình, và những uy tín của mình cũng chính là con của mình. Còn nếu mình bỏ rời thì mình cũng sẽ lãnh lấy cái hậu quả đó. Cái vấn đề thứ hai đó là ai tu thì nấy đắc, chứ người này nó không có liên quan đến người kia. Điều này nó hoàn toàn phù hợp. Mỗi con người chúng ta không ai định đoạt số phận của mình, không ai đưa đường chỉ lối cho chính mình, trừ phi mình chọn con đường xấu hay tốt. Nói một cách khác, mình là người định đoạt, quyết định cho con đường xấu hay tốt do nghiệp thức mình tạo ra. Nếu mình tạo những điều tốt đẹp là mình sẽ lãnh lấy được hoa trái tốt đẹp. Còn nếu mình làm những điều xấu thì mình sẽ bị dẫn vào con đường xấu do chính tự thân của mình tạo ra. Như vậy thì câu thứ nhất với câu thứ hai nó có ảnh hưởng hay không? Hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng mà nó có tương tác. Mỗi người hành động với lời nói, với suy nghĩ và với việc làm, nó sẽ dẫn đến cái con đường tốt hay xấu. Nhưng một mặt khác, mỗi người nó có ảnh hưởng đến những người xung quanh, và gần nhất là những quyến thuộc của mình. Tức là có sự ảnh hưởng tương tác, nhưng hoàn toàn không quyết định quý vị. Tôi muốn nói với quý vị, trong một gian phòng của chúng ta, nếu mình để một lọ hoa, mình để nhiều lọ hoa, thì có thể là mình không có hoa, nhưng mà nhờ cái lẵng hoa mà nó sẽ tỏa hương thơm. Rõ ràng mình không có hoa, mình không phải là hoa, nhưng thông qua những lẵng hoa xung quanh, mình cũng được thơm. Như vậy là có sức ảnh hưởng. Cũng vậy, không có hương, không có hoa, nhưng những góc nhà nó có rác ở trong đó, rác nó sẽ ôi đi. Rõ ràng mình rất là sạch, nhưng không tránh khỏi việc mình ảnh hưởng những cái bãi rác nằm trong góc nhà. Có nghĩa là nó có ảnh hưởng tương tác. Còn phần quyết định là tự mỗi con người đi con đường tốt xấu mà sẽ đi trên con đường đó. Còn vấn đề ảnh hưởng tương tác giữa quyến thuộc là điều này hoàn toàn có. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ